Mến chào tất cả quý bà con, cô bác và các bạn. Hôm nay Phương đi xuống với anh Hải nè để gửi quà cho anh. Tại lâu rồi Phương cũng sẽ tới đây nghiêng một góc góc nhìn ở trong đây coi sư phụ có đây không. Ai vậy? Phình hoài, phiên hoài hả? Phiên làm gì mà phiên hoài vậy? Phiên làm gì mà phiên hoài hả? Đang làm gì anh Hải? Đáp sư đạo. Vậy hả? Lên ngẫu điện tài tử hả? Sao anh tài tử nổi tiếng Hollywood mà. Lên coi đoạn hả? Dạ. Rồi kéo xe ra đi anh Hải ơi. Kéo xe hả? Dạ. Đủ hả? Kéo vô. Rồi em đi thẳng ra ngoài này em đợi anh nha. Rồi đi ra liền đi anh. Lâu quá tưởng đi đâu mất tiêu trốn anh phải không? Tưởng đi đâu mất tiêu trốn anh đó. Cảm ơn nha. Em mà bữa nay thấy dựng cái liều thấy kín đáo á, có người yêu gì trong liều không vậy? Đâu? Hả? Chút xíu nữa về hả? Em tưởng không có người yêu là em nhảy vô em quay liền á. Đi. Bỏ đó đi em Hải ơi, hôm nay sao xe đạp gì nhiều vậy? Rồi bây giờ Phượng đi ra ngoài đầu đường đợi anh Hải ra. Nói vậy chứ hả, ảnh cũng ghê, cũng cỡ 15-20 phút mới ra tới đó nha. Đi, bây giờ đi ra đầu đường đi, em đi bộ vô dài em quay ảnh anh đây. Trên đường đi vô trong chỗ của anh Hải ở thì Phương nghĩ là anh Hải là kêu anh ra nhưng mà ảnh lâu lắm phải đi vô hối ảnh ảnh mới ra chứ thôi tự ra là cũng lâu lắm. Mà lúc gài ở bên đây á mình thấy cũng không có nhiều mấy anh vô gia cư nữa, Phương cũng cảm thấy mừng và thấy hơi buồn là ở bên Việt Nam, ở Sài Gòn, ở Bình Dương cũng thấy lúc này á dịch cúm nhiều quá, cũng thấy buồn dùm, cũng không biết làm sao mà giúp, chỉ cầu nguyện làm sao cho mọi chuyện an lành cho tất cả mọi người ấm êm hạnh phúc và trả lại sự bình an cho bao nhiêu người, đừng có lo sợ nữa. Chứ mà cái tình trạng Covid-19 này thấy căng thẳng quá. Cũng mong tất cả quý bà con, cô bác, anh chị xa gần ở Việt Nam cố gắng giữ gìn sức khỏe, đừng có đi ra ngoài nhiều. Mà hình như là hiện nay là ở Sài Gòn là bị bắt buộc ở nhà rồi. Dạ đó, bây giờ thì anh Hải anh đi ra rồi nè, rồi đi ra mà đeo ba lô nữa rồi có sức kéo nữa nè. Em đi chơi đi Florida. Florida hả? Dạ. Có ai chở? Dắt mấy đứa nhỏ đi 10 ngày. Có đồ mấy cấp nhiều lắm. Make up hả? Đồ gốc không? Vậy hả? Ok, chút xíu em vô. Đồ make up. Vậy hả? Ở đâu cho anh? Không, người bà kia đã dọn nhà đi xa lắm á. Vậy hả? Rồi anh lụm hả? Đỏ đồ gốc không? Trời ơi. Còn xài được không đó, người chét lên mặt em. Đồ rồi. Tốt không à? Đồ vậy thơm hả? Đồ tốt kiểu gì? Đồ không lên nữa thôi. Vậy hả? Nhìn cho những đồ đạc. Anh thuốc này khỏe không? Trời ơi, gì mà gâu kia bầm sờm dữ vậy? Hả? Cần em cắt tóc, cắt gâu giùm không? Cạo đầu. Vậy hả? Cạo đầu giùm hả? Đi ra đâu? Em á hả? Em đi 10 ngày. Hôm nay sao bận áo sơ mi lịch sự vậy? Gài nút áo xích lên trên chút xíu cho đẹp trai hơn nữa. Rồi dừng lại gài nút áo đi, gài nút áo cho đẹp một chút. Lúc gà anh có gặp anh Sủ không? Hả? Lúc gà anh có gặp anh Sủ không?
ngủ không được. Nè hả? Cái nữa, lúc nữa đi em hai, lúc nữa đi cho đẹp. Mà còn ra thì mới ra ga rồi. Hả? Nấu ra nấu cơm, còn hơi cho ga. Ga hả? Ga không có. Em tưởng không có, có cá, cá hộp á. Cá hộp. Ừ. Mà tê có không? Tê có. Bộ lúc này hết đồ ăn rồi hả? Còn mấy con người. Xin cần miếng cà phê, cà phê, à cà phê. Cà phê nữa hả? Đi thôi, ra đi hết được 10 ngày. Dạ, yeah, đi 10 ngày em hả? Bên nó nóng không? Ồ, bên nóng. Mai mì á hả? Ờ hả, anh cũng biết mai mì nữa, anh có qua anh đó chưa? Nghe nó nóng. Mai mì á. Rồi ra. Rồi ra. Lúc này có đi lụm lon gì không anh Hải? Vậy hả? Lát nhờ chả có thôi những mình lên xe. Dừng nữa 15-20 phút nữa. Vậy hả? Thôi đi vô. Coi chừng nó khác cái chui á. Sạc nó không vô. Có chui á anh Hải. Thì cũng giống. Dạ. Phone này, cái chui trong xe em là phone Apple. Không, cái Apple. Phone này á, em nghĩ khác chui á. Không phải không? Anh không phải không? Ông khỏe không? Khỏe. Tưởng nó sao đi lâu lâu quá, cũng là hai tháng hả? Hai tháng hả? Đi hai tháng không? Đâu dữ vậy? Phải không? Có hai tháng không? Đâu dữ vậy? Hai tháng dữ hả? Hai tháng. Như hả? Thời gian quá lẹ lắm. Ừ. Có đi lụm lon hả? Mới về về. Ừ hả? Lụm đồ này kia. Không nổi. Cũng tháng mấy à? À, gần 2 tháng rồi. Anh đang khỏe không anh Hải? Không ạ. Dọn dẹp này rồi. Chút đó khi nào dọn dẹp, dọn hoài hết khác. Dọn hoài. Dọn hoài. Mình dây Phật Bà Địa hả?
có sao ai mà đi lâu lâu quá. Tối thường hay mà không quá nữa. Nhưng bà làm gì mà lâu quá đúng không?
tóc bây giờ tóc anh phải không? À. Ở đây cũng được. Ở đây tà la chết. Không. Nó về rồi. Về hết rồi. Về hết rồi. Ngồi đâu hết ngồi nghe cái này không? Về hết rồi. Rồi rồi đó ngồi đi. Con hả? Nghe anh khen khúc này ngon, em muốn gỡ gai hút điếu. Thuốc ngon anh Dũng đâu hả? Không Dũng ở đâu? Cũng hay không có hay đây hả? Đợi đợi xem sức khỏe tốt. Cắt đồ nghề ra ngoài đi cho mất đồ. Nó cốc cà râu. Cà râu bao nhiêu? Chặt tóc luôn qua. Em hả? Em chỉ có hết tóc mới ăn thôi chứ không dám. Lát vô lấy mớ đồ mấy cháu có rồi. Luôn hả? Có giá gian gì không mà giờ nay kêu xuống tóc vậy? Không để gọn. Nhưng cắt ngắn thôi đừng cạo. Hả? Đừng cạo. Ngắn. Cầu thôi. cầu nguyện cho cô nè thiên tai qua mau phải không? Mà đến kêu cạo đầu. Nhưng mà thôi. Cắt xác. Trời ơi. Cạo sạch sẽ. Cạo cho ảnh anh ơi. Mà ảnh cũng ngay đây đâu có đâu. Ủa tóc luôn. Cạo luôn ha anh hả? À, tại tóc thưa quá. Thưa. Cắt kiểu này anh cắt được. Nè, hai chiếc nẹp cắt đi. Tôi giật cắt. Hả? Đó. Chứng này là coi như là đổi tay cắt tóc nha. Dưới này đi lên đúng không? Phương cắt hoài cũng thấy thường nữa không? Cắt đâu cắt đừng cắt lỗ tai là được rồi hả anh Hải? Đọc cái về cắt. Có hai cái máy chụp hình Sony. Vậy hả? Ừ. Nó có ống máy luôn. Cũng có phải... Sony. Easy. Thế nên phổ tóc có về bị đứt da. Dễ gì? Dễ. Dễ gì đứt da hả anh Hải ha? Dễ gì hả? Ừ. Thường lấy những giấy che là đoạn đó. Đấy là tưởng cho xin nó thôi.
cắt xong, sắp xong. Giờ như cũng gần tối rồi. Rồi nè, nè anh cầm máy đi, em cắt cho nó mau kìa. Phúc Stem vẫn lạnh thương đó phải không? Dạ. Yeah. Anh cần đi khám bác sĩ gì không? Không. Không hả? Chích cổ nà gì không? Không. Chích cổ nà không hả? Anh thích chích hả? Anh đem máy đi vô chỗ Walgreen là nó chích cho anh free à. Dễ lắm. Walmart được. Ừ. Tôi muốn chích. Của máy chụp hình vậy thì không thông dụng luôn á. Hết thông dụng rồi. Hết thông dụng rồi. Bạn xài bằng phôn. Phôn. Râu. Sao chùi đen giấy tội miếng giấy luôn. Anh cười đâu có ngứa hả? Ngứa cái gì không ngứa? Em chùi về tội miếng giấy không hả? Ôi giời, nhưng mà anh còn không đỡ, mồ hôi ra dữ lắm nè. Anh còn đỡ hơn là không, buổi dưa đi quá. Buổi dưa đi mồ hôi dữ lắm ra, hả? Ra mồ hôi như tắm. Ôi giời, cái gì vậy trời. Kiểu này nằm gần người yêu nó quào cái đầu đi, quào 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 như cục đất trong móng tay đi sao mà trời. Anh tối anh nằm gần bà nào bả dò đầu anh, bả quào đầu anh đất vô móng tay bả thì sao anh? Giống như em dò đầu anh vậy nè, lát cục đất nó vô móng tay em. Tốc độ bao nhiêu rồi ha? Chắc chắc.
tùng không? Chẳng có một hộp đồ đồ mấy gấp đồ chai này cho chi giữ nhiều lắm. Trời ơi. Đồ cho em rồi mới cắp anh không có người ra dọn nhà thôi bao đồ đeo nữa đồ khẩu trang nữa cho anh Hai đi. Thịt heo á em, thịt heo cho anh hai hộp đi. Vô lấy đồ không? Vô đó. Hay là muốn lát nữa đưa qua ngủ mấy cấp đó. Hello. Vậy mà đòi đi kiếm thùng nữa, không biết kiếm thùng làm cái gì. Đây nè. Anh giờ lơ anh ơi. Chứ gì. Đi kiếm thùng gì vậy trời. Để đi kiếm coi. Đâu có cần thùng gì đâu mà đi kiếm thùng. Đi kiếm hải sản nên đi kiếm cái thùng, đâu có cần kiếm thùng đâu. Ủa thùng làm gì? Trời ơi đâu cần kiếm thùng đâu, đâu cần kiếm thùng đâu anh Hải. Cần kiếm thùng đâu, kiếm thùng không, gì vậy? Chơi. Chơi lại, rớt. Vậy hả? Đâu, có cái gì đâu rớt. Dặn dặn quá. Trời ơi. Dặn đâu? Dặn cái rớt. Bỏ bớt vô. Dặn cái rớt. Vô đi coi coi anh làm cái gì nhằn nhằn vậy hả? Bao nhiêu đây ăn được đâu? Nước uống này.
Bao nhiêu đây ăn khoảng bao lâu mới hết hả? Rồi. Rồi rồi kéo đi được rồi anh Hải ơi. Vô chỗ hả? Ừ. Hải có mua lần nước không? Đi đi vô cổng đi hả uống. Ủa giờ dạ, dạ, xe đi không? Hả? Vừa đi vừa uống được không? Xe để đâu? Xe à, để mình đây. Em đi hả? Mình hả? Dạ. Yeah. Dằn dằn. Ôi dằn đâu thấy dầu vậy. Buộc nuột nữa để dục ra. Rồi, không sao rồi. Đi cái lon nước anh kìa. Nãy em tức kêu anh để vô chổng nó uống là vậy. Vô coi cái lều của anh làm sao rồi. Mới có cái nghi làm bự bự. Làm rộng. Làm rộng ra hả? Đồ này chứ. Anh làm là gì? À, nới rộng. Dọn ngoài dọn trong không phải chỗ nằm chỗ ngủ nữa. Vậy hả? Dọn cái gì? Dọn ngoài dọn trong dọn tới dọn lui dọn cái kết cục dọn là cũng tùm lum rác trong phòng. Không mày đâu phải đổ rác chứ dọn rồi. Vậy hả? Rác kiểu gì? Ngay lắm đổ. Rác ở đâu? Pha rác về rồi đem rác đi đổ hả? Chứ làm gì? Anh, em hỏi anh à. Anh á thì ăn uống bao nhiêu mà anh tha gác về nhiều mà anh nói ngày nào anh cũng dọn đây em dắt cho uống cho nó thả đi em dắt nổi không trời ơi cái này để em chạy thử là được không trời chắc là đấy trời ơi chân là chuyên nghiệp hồi xưa chị sẽ đạp á cho anh biết xưa chuyên nghiệp hả chuyên nghiệp chạy xe đạp là lái cứng rồi. Trời ơi, ôi ơi. Sao nó lủi đi lên trên? Không để hấp ghế xuống. Hấp ghế xuống khỏi té. Rồi. Sao té? Cái gì lại đập cứng. Chưa đập nó đập dữ nè. Đập dữ không? Nhưng mà cái này ở đây khó nè. Hồi xưa đập dữ lắm. Đi học được rồi hả? Càng số nhỏ cái vậy em đạp thôi. Chạy xe đạp gì vui đó anh.
Từ mới đó về làm gì? Đừng nói về làm gì. Đừng nói về làm gì. Đừng nói đó về làm gì. Bắn vô. Rồi. Bắn nhôm. Bắn nhôm hả? Nhôm nhiêu? Rẻ lắm. Nhôm mua rẻ lắm. Xuống giá. Xuống giá. Cái gì cũng xuống giá. Nhôm lon. Chiếc xe này bán nhiêu tiền hả? Em mua chiếc xe này em chạy xe đạp quá. Chiếc xe đạp ôm quá. Em đi lụm như chai. À, đạp thử là được không hả? Nè. Đưa máy đi. Đó không? Lên chào đảo không? Trời ơi. Được không? Lắc quá trời luôn hả anh? Xà bóng là mình hiểu. Nghe hả? Cái gì xài? Cái gì xài ạ? À? Anh xài không hết hả? Không xài. Anh xà bóng sao anh để anh tắm anh đưa cho em? Không nhiều lắm. Trời ơi. Anh có tắm ở đâu mà để? Ở đây khổ có một cái là không có nước tắm. À. Mỗi lần đi lấy nước cũng khó. Mở ra Dũng. Mà là tiện. Rồi bây giờ tới nhà rồi tới phòng của anh Hải rồi. Dừng dưới rồi ha anh Hải ha. Cho ngã xuống luôn hả? Sao? Gác nhiều quá. Gác hả? Cái đó là dục. Coi phòng anh lúc này ra sao ấy. Nha. Vô đi. Quá tài rồi nè.
quá xá nè. Hả? Cái gì? Ôi ôi, nay làm bàn thờ nữa. Anh Hải. Bữa nay làm bàn thờ nữa hả? Ôi ôi. Lấy cái gì? Lấy mang tóc hay gì á? Cái gì? Đồ mang tóc hay gì á? Để dành cho người yêu. Đâu có người yêu rồi đó. Ôi, sột sòn dữ vậy. Cái này làm gì? Hả? Mặt sao mặt? Nè, anh cà cà lên trên cái mặt anh đi. Nè, anh cà thử đi. Hỏi cà chứ. Nè, em nói anh cà thử đi. Nè, anh đẩy 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 đẩy. Nè, đẩy 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 đẩy. Để làm gì? Đẩy cho cái mặt nó láng. Nè, anh đẩy thử rồi. Đó. Ủa, láng hả? Ừ. Đẩy đi. Cuối đồng bào. Đàn ông cũng làm được nữa. Đó. Mát mặt nữa. Mát hả? Uh-huh. Cái này có nuôi chó nè. Cái này là gì? Nôi lông nhiều khi dẫn đi á, chó như cầu ỉa. Ờ. Nôi lông á. Uh-huh. Nè, lấy đi. Thôi, lấy làm gì? Thôi cần gì lấy nè. Anh Hải. Nè. Đôi đàn bà thôi. Nè. À. Gì trong đây mà quá trời được. Luôn vậy anh Hải? Trời ơi. Nè. Nè. Anh coi cái nào xài được anh để anh xài. Trời ơi, không có xài. Mang tóc. Không. Nè, vinh ra ngoài sáng đi anh Hải ơi. Đây tối quá không thấy đường. Trời ơi. Quá trời luôn. Cái gì mà đi làm gì mà trong đây gì mà không có chỗ đi luôn. Thôi có gì lấy đi. Chưa anh Dũng kìa. Đâu rồi? Lấy cái gì rồi lấy. Dũng là mất tiêu rồi. Lấy đi. Anh Trúc hả? Chứ anh làm gì mà lùm sụp nè, dở cái đó lên đi. Không, lấy cái gai. Mới em về. Mới em về. Đó, trời trời anh đi. Anh vô anh kêu anh chỉ cho ảnh anh làm cái gì chổng quá trời quá đất anh ơi. Hả? Nè. Không để từ anh từ sắp đi. À, mới về. Nó mới mà phải không? Ta làm dư phải không ạ? Ôi, anh thảy đó chừng sập chòi ảnh. Có đồ không? Anh cột cái đó lại cho anh. Anh cột cái gì làm gì cái dắt chó đi sợ con chó mắc đi cầu á. Cái gì mà quá trời quá đất chứ không biết nữa. Nè, anh Hải, anh làm bằng thờ á, anh thờ á là anh phải kỹ lưỡng ở trong đây. Ừ. Chứ anh để đồ tùm lum tùm la mấy ông Phật ông cũng ngợp hả? Ngợp không? Ngợp chứ. Trời ơi cái gì mà nè, quá trời quá đất luôn. Khi quy ở đâu cả đống vậy anh Hải? Ngọt lắm. Ai cho anh? Ăn đi. Ngọt lắm. Trời ơi thúi hết trơn. Ngọt. Rồi anh lụm đâu vậy? Trời ngọt lắm. Ăn đi. Hả? Một hộp một thùng á thì một thùng chợ bỏ bán hơi chậm mới bỏ ngọt lắm đi hả? Ăn thử coi. Em biết rồi. Ăn lại ở trong chợ bỏ phải không? Ăn lại cái ngọt. Trời ơi nó thúi rồi chợ bỏ. Ngọt lắm đi hả? Thúi là mềm là dục rồi nè. Ở trong chợ ăn cái đó được á không? Cái này nè. Nè thôi anh ăn đi anh ăn. Ăn thử cái coi. Ăn thử coi ngọt lắm. Uh-huh. Để anh ăn thử coi. Dạ. Yeah. Ngọt lắm. Anh lụm thùng thùng gác á hả? Hả? Anh lụm
nó bỏ chợ, nó bỏ ngày nó bỏ cái cây rồi. Ở đâu, chợ nào? Chợ bên bữa mưa đó. Gì hả? Nó bỏ. Rồi anh lụm trong thùng rác của nó hả? Của chợ hả? Nó bỏ nguyên thùng, nhiều khi bỏ rồi mình xách ra thôi, đâu có gì đâu. Gì hả? Nó bao cải rồi. Uh-huh. Đâu có gì đâu, gì đó. Lột trái anh ăn thử coi. Ngọt lắm, ăn uh-huh. Ngọt không? Uh-huh. Kiwi nguyên chỗ quá. Ăn đi. Uh-huh. Ăn đi. Uh-huh. Rồi mời qua. Tôi nghe anh hỏi xuống đây cái gì anh cũng mời á. Anh lụm. Ngọt lắm á. Dạ. Yeah. Sao? Hỏi đưa anh mời ông trái. Nè anh đem anh mời ông trái đi. Hai trái rồi. Ôi. Nãy anh mời mà nhiều khi mình không ăn thì sợ anh buồn. Nè, nè. Đưa anh đi. Nè anh ganh kêu. Đưa anh đi dọn đồ vô. Uh-huh. Đưa anh chạy vô. Rồi. Đưa anh đi. Đi ra ngoài chơi chút xíu đi. À, rồi dọn chút. Dọn lại lấy vô rồi bỏ. Rồi đi ra đi, bỏ đồ vô xong mình nó gọn gọn rồi. Quá tài anh Hải, bây giờ anh tiến bộ hơn là thấy trong cái chỗ anh ở là có làm bàn thờ thờ Phật nữa, nhưng mà đại khái là còn bê bối quá trời ơi, đồ đạc thì để tùm lum hết trơn. Sao bỏ nhiều lắm. Đấy, đi chợ để không xài nè, đi lại đây coi nè, ảnh cho em nè cái đồ ảnh lụng thùng rác đó, cái từ nghiệp không có dọn đồ nha, để cái này gì cái gì chạy đầu chứ gì đầu nè, cái này nè, cái này anh ăn nè, nó hộp nhiều quá. Uh-huh. Hộp nhiều quá. Làm mất cái cọng dây điện, cái chuôi điện rồi người ta mới giục. Kiếm đi đâu kiếm được. Là cũ quá, giục quá. Vậy hả? Xuống đây cái gì anh cũng để dành cho mượn nó trơn á. Trời ơi, nhiều khi thấy anh Hải thương ghê luôn á. Nhưng ngoài nhà thì Phượng cũng có, nói chung là nó cũng có đầy đủ rồi. Đem về nữa, không có cái chỗ để. Người cái nào anh cũng để dành nó cho hết trơn á. Đại khái là cái thùng này nè, nó đồ mất cấp. Nó kêu Phượng lấy đem về mất cấp. Lấy hả? Hả? Em đâu có xài mấy cái này đâu anh Hải ơi. Ôi dây gì mà kim tuyến một sòn dữ vậy ta. Trời ơi, cái này đeo để cạnh tranh đại gia đồ sao á. Cạnh tranh đại gia Nguyễn Phương Hằng hả? Đẹp chứ. Nè. Có nè, một sòn. Cái đồ nút rồi nút. Cái gì? Kim kim chỉ mai nút. Vậy hả? Cái này anh để dành anh kim chỉ anh mai đi. Không có mai. Nói trời quá. Dạ. Không có mai, mai. Rảnh đâu mà mai. Rảnh đâu mà mai. Để mà à. Kìa. Hả? Để đi. Trời ơi, nút. Không có để vòng vòng cũng vậy. Bên đây dạ. Không có cần cái này. Nè. Anh có bị cái quần nào mà bị dê tuột không? Nè, thung lù quần nè. Cái này khi không có gì đó, quần à, kiếm gì. Ủa không? Ủa chiếc quần lấy quần đi. Lấy làm gì? Không lấy này hả? Nè, nè, còn người yêu anh á mà vẫn cái dây áo ngực mà có giãn á, anh lấy cái này anh thay. Cười. Để
Trời ơi, cái gì lụm thùng rác thôi, người ta dục mà không về để dành nè. Hả cho cái gì nữa trời. Nè dây nè, để dành dây buộc rồi nè. Dây này buộc tốt lắm á. Cái cọng dây nè anh Hải để dành buộc luôn. Hả? Để dành buộc. Xà bông. Ta bỏ anh lụm. Nói gì thì nói chứ anh Hải là giống như cái này là do cái lòng mà anh thôi. Anh đi lụm nha trai mà nhiều khi anh còn nhớ nghĩ tới Phượng rồi. Cũng biết là Phượng cái này mặc dù Phượng không có xài nhưng mà cũng là giống như trân quý cái tấm lòng của anh Hải. Mặc dù ảnh thì nghèo, không có của để mà cho những cái món quà mà tốt đẹp, nhưng mà đại khái là cái tấm lòng của ảnh rất là bao la rộng lớn, còn nghĩ tới Phượng. Thực sự ra khi mà Phượng đi quay mấy cái trường hợp như vậy, Phượng rất là cảm động với một cái tấm lòng như vậy. Đại khái là không phải là người ta cho mình một món quà gì đó mà mình đem gì mình xài được là mình mới quý, nhưng đây cái Phượng quý nhất là cái tấm lòng của anh Hải. Còn nghĩ tới Phượng, thực sự Phượng đi quay homeless là cũng là nhiều lắm, nhưng mà anh Hải này là một người là người đầu tiên mà nghĩ tới Phượng, là đi lụm đồ mà nghĩ tới cho Phượng, thấy rất là cảm động. Ra đây cảm động với cái tấm lòng của anh Hải đó. Đâu có gì đâu. Nhìn cái mặt vậy đó chứ dễ thương lắm. Đâu có gì đâu, cảm ơn anh Phượng những bỏ thời gian rất tốt cho người bạn này. Thế hả, cũng đã được kéo dài. Em á thì em biết là mấy cái này giờ em xài được, nhưng mà anh còn nghĩ tới em, còn lụm về để cho em. Em không để uổng á, uổng xà bông lấy. Dạ. Mua không mới có chứ đâu có. Thì đúng rồi, cái gì cũng phải mua mới có chứ không có đâu có hết. Lấy uổng á, người ta bỏ uổng. Dạ, bỏ uổng lụm. Thì sẵn đây thì lấy đi xài, chứ dạ. Nhà đâu có ai đâu. Dạ. Để vòng vòng á. Dạ. Để vòng vòng nữa không, xà bông nữa đó. Cái này anh xài được mà anh Hải. Dạ. Cà rau. Cà đống rồi, cà rau. Không, dâu cầu râu. Cà đống rồi. Cà đống sao câu để dài sọc mà không cạo. Miếng trời ơi. Thật thiệt đó, mười mấy cái. Làm biết không cạo để đợi em xuống cạo cho anh hả? Trời ơi. Để về đây hết đi. Không, em không có lấy. Tại vì mấy cái đồ này á, anh Hải biết không? Mấy cái đồ mỹ phẩm á, là mỗi người xài cái cách xài khác nhau. Cho nên nhiều khi em cái này em cảm ơn anh, nhưng mà cái đồ kẹp nó tóc không, hả? Nó không hợp với em, cho nên em không có nhận. Anh để đây đi, để nhiều khi vòng vòng đây nè, bên đây cũng có mấy chị nè. Anh hỏi có chị nào, ở đây đó. Có chị nào xài hợp á thì anh đưa anh cho. Còn em riêng em á thì em nói anh nghe, em cho không hết, tự nhiên em đi lôi em vác mấy cái đồ này đi về nhà em nữa để làm gì? Em còn lấy đồ, em kiếm đồ, em đi cho mấy anh, mấy chị mà. Không lấy thôi. Phải không? Tự nhiên giờ em đi lấy mấy cái này đem về. Lần trước em có lấy một hai cái rồi. Thôi vậy được rồi. Coi như là mỗi lần mà em xài cái gì của anh gửi cho em á là em cũng rất là nhớ. Vậy là quý lắm rồi. Chứ lần nào xuống đây mà cũng lấy quà của đâu anh thì em cũng ngại. Không có gì. Hả? Không có gì. Bây giờ em mong mỏi anh là làm sao. Anh làm mấy cái cây, anh dựng, anh căng cho nó đứng lên. Đừng có lụp sụp đi ra đi vô, đồ khó khăn quá. Đúng rồi. À, cái này nó lụp sụp à. Còn cao. Không phải, nhưng mà ở bên ngoài nè, anh làm gì mà lụp sụp quá à. Lụp sụp vậy á, nhiều khi nó không có thóm á, cái nó có mùi. Nhiều khi mấy con gùi đồ nó vô không nhiều. Không, chùi là chùi lắm. Chùi, này lắm. Sáng dậy là chùi lắm. Làm gì mà chùi dữ vậy?
anh làm gì anh chùi? Em hỏi anh làm cái gì dơ mà anh chùi? Để ướt thì chùi ăn khô. Mà làm cái gì ướt? Hả? Sao cứ chùi cứ lao hoài vậy? Hả? Bây giờ anh đừng có tha gác về, anh cái gì mà anh bán được thì anh đem về, còn không bán được đó thì thôi đừng có đem về. Với mấy cái liều này là anh dựng cho nó đứng lên á, nó thoáng á, để cho hơi khí ẩm rồi nó vô, nó không có hôi rồi gùi rồi không có vô. Ướt còn chùi phải không? Ướt thì sao, bữa nay anh cứ nói câu ướt chùi, bộ anh ướt dữ lắm hả? Anh cứ đòi chùi nước á. Nước ở đâu? Nước của anh á, nước nồi gì cũng đổ á. Vậy hả? Nước anh đổ hả? Rồi thôi em đi về anh Hải ơi. À, cảm ơn Phượng nhiều vậy. Hả? Anh kiên quyết nữa không? Thôi đủ rồi. Ba anh Dũng ơi, như nó đủ rồi hả? Không lấy gì hả? Không lấy gì hết á. Trời ơi, lấy cái mất công nữa. Là tự nhiên rồi đi xuống đó, anh đi lụm cực rồi còn lấy nữa, tội nghiệp anh. Bye anh nha. Bye Phượng. Dạ. Nhiều quá. Rồi bây giờ em đi về. Trời. Rồi bây giờ mình đi về. Hả? Cười tươi quá hả? Mỗi người mỗi hoàn cảnh. Riêng anh Hải nè, Thượng thấy anh dễ thương vô cùng, anh hiền lắm. Thì mà mỗi người một cái số mạng, nhiều khi cái lúc còn trẻ ảnh làm việc không có thành công, cho nên khi bây giờ lớn tuổi rồi phải coi như là bươn chải mà để ở ngoài đời thì ảnh làm không lợi nữa rồi. Thì vẫn nghĩ là cuộc sống ảnh là bình dị bình dân, mỗi ngày đi lượm ve chai, lượm được bao nhiêu xài bấy nhiêu, rồi có tiền chút đỉnh mà sống quê quần với cái trang tròi này thôi hả. Thì bên đây trời ơi, lúc gài không biết gì như chỗ này làm gì mà lên trên cái đường gầy này coi, trời mấy anh rồi làm gì mà xịt sơn quá trời luôn. Hồi nãy ngay chỗ này là cái đường gầy xe lửa nè, xe tàu quả chạy ngang đây đó. Đi ở trên cái đường cây này thường cảnh thấy là lạ sao. Cảm thấy là lạ. Là nói tới anh Hải á, là thực sự nãy Phượng nói á, ảnh là một cái người mà vô gia cư mà sống ngoài đường ngoài xá, mà là một cái người đàn ông mà đầu tiên mà nghĩ tới Phượng và cho à Phượng á. Quay thì nhiều lắm nhưng ít anh nào còn có cái suy nghĩ là gửi cho Phượng cái này, gửi cho Phượng cái kia. Mặc dù đi lụm thùng rác thấy những cái món quà mà của chị em phụ nữ xài, tự nhiên trong đầu của ảnh nghĩ tới Phượng là một cái cảm giác, cái động lực mình cảm thấy mình vui vui sao á, khi được người đàn ông như anh Hải mà nghĩ tới mình á. Đó, Phượng cũng không có gì hơn, thì Phượng cũng thay mặt cho anh Hải cảm ơn tất cả quý bà con cô bác đã quan tâm dành chút xíu quà gửi tới anh Hải như vậy. Phượng cảm ơn rất là nhiều. Và bây giờ Phượng xin phép dừng cái video ở đây. Phượng chúc quý bà con cô bác nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Riêng những anh chị ở Việt Nam, ở Sài Gòn, khắp nơi trên thế giới cố gắng giữ gìn sức khỏe trong mùa Covid này. Hai cái lúc gài Phượng thấy là quá trời rồi, nhưng mà khi mà Phượng đi xuống với anh Hải thì Phượng quay Phượng nghĩ là ở đây nó cũng thoáng, nó cũng đỡ. Với anh Hải anh cũng không có đi đâu nhiều cho nên thôi Phượng cũng không có bịt khẩu trang, nhưng mà đại khái là bây giờ ở Mỹ còn đi vòng vòng đi ra ngoài còn bịt khẩu trang. Rồi bây giờ Phượng tạm dừng video ở đây. Phượng bye. Hẹn gặp lại tất cả quý bà con cô bác video kế tiếp.